Món quà cuối cùng Phi Nhung dành cho ba người con nuôi trước khi qua đời gây bất ngờ. Phi Nhung làm điều ý nghĩa cho ba người con nuôi trước khi qua đời. Mới đây thông tin Phi Nhung qua đời ở tuổi 51 đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Bên cạnh chuyện đời tư chưa trọn vẹn thì khát vọng nghệ thuật, dự án còn đang dang dở của cô cũng khiến nhiều khán giả yêu mến cảm thấy tiếc nuối. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc tiết lộ về bộ phim ca nhạc Cải lương trước lúc mất của Phi Nhung tên Mai Hoài Trinh. Theo đó, dự án tâm huyết nhưng chưa kịp ra mắt này được bắt đầu thu âm từ giữa năm ngoái và bấm máy vào cuối năm. Tác phẩm gồm 4 tập với sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ ưu tú Thoải Mỹ, Phương Loan, Trinh Trinh, Chuông Vàng Vọng Cổ, Võ Minh Lâm, ca sĩ Quốc Đại, diễn viên Dương Thanh Vàng. Ngoài Hồ Văn Cường làm hoàng tử trong phim, Mai Hoài Trinh còn có sự góp mặt của ba người con nuôi của Phi Nhung, lần lượt là Tuyết Nhung, Thiêng Ngân, Quỳnh Trang. Đáng chú ý ban đầu kịch bản không có vai diễn của ba cô con gái, nhưng chính Phi Nhung đã đề nghị tác giả Lê Nguyễn Trường Giang viết thêm vai cho các con. Phi Nhung mong muốn tạo điều kiện cho các con làm nghề, đến gần hơn với công chúng, và hơn hết cô muốn được diễn xuất cùng các con. Thông tin này trước đây chưa từng được tiết lộ, khiến fan xúc động khi biết được nội lòng của Phi Nhung. Bỏ qua những lời ồn ào với Hồ Văn Cường, nữ ca sĩ luôn nhận được sự yêu mến, tín nhiệm của đồng nghiệp, khán giả khi nhận nuôi 23 người con và tình cảm đáng quý mà cô dành cho các con của mình. Một hành động nhỏ, đặc biệt này cũng thấy giọng ca bỏ quê là người mẹ yêu thương, quan tâm con cái thế nào. Ngoài Hồ Văn Cường thì ba cô con gái nuôi Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân đều theo đuổi nghiệp ca hát giống Phi Nhung và gặt hái được nhiều thành công. Quỳnh Trang được giọng ca bông điên điện nhận nuôi vào năm 2016. Cô được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh Thiên Thần Bolero, nhiều ngoại hình xinh xắn cùng giọng hát truyền cảm. Quỳnh Trang từng chia sẻ về người mẹ thứ hai của mình. Mẹ Nhung là người rất có tâm với nghề và cả với những người xung quanh. Theo mẹ, em học hỏi được mình, không ganh đua, đố kỵ hay xem thường bất cứ ai. Sau khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi, Tuyên Nhung được đi học trở lại và tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc. Thiên Ngân sinh ra trong gia đình có bốn chị em ở Đồng Tháp, gia cảnh khó khăn nên nữ ca sĩ phải sớm ra đời phụ giúp bố mẹ kiếm tiền. Khi dự thi solo cùng Bolero năm 2015, Thiên Ngân khiến Phi Nhung thương cảm nên nhận làm con nuôi, cũng là đệ tử để truyền nghề. Mới đây, Thiên Ngân đã đậu Đại học Trường Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn về mẹ, cô bày tỏ: Em rất may mắn khi được mẹ nhung giúp đỡ. Hiện tại cuộc sống và kinh tế của em đã ổn hơn rất nhiều. Mai Hoài Trinh do nghệ sĩ Hữu Quốc cầm trịch, Lê Nguyễn Trường Giang chấp bút kịch bản, chia sẻ trên trang cá nhân, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc bày tỏ. Phi Nhung rất kỹ tính trong phần hậu kỳ. Đã hơn một năm qua mà Nhung vẫn chưa cho ra mắt bộ phim này. Nhung nói để em chăm chút thêm phần hình ảnh cho đẹp rồi chọn ngày họp báo ra mắt nhé anh. Ấy vậy mà nàng Mai Hoài Trinh đã lội hẹn không về. Những thước phim này sẽ trở thành một miền ký ức cho tất cả chúng tôi, cho khán giả mộ điệu đã luôn mong ngóng. Trong chờ nàng ca sĩ tài hoa, trọn tình, vẹn đức, vĩnh biệt Phi Nhung, nàng Mai Hoài Trinh tài sắc. Lê Nguyễn Trường Giang nói về những tâm huyết của Phi Nhung cùng ekip với dự án này tổ nghiệp xui khiến em đến điểm tô cho chị kịch bản cuối cùng chỉ còn khoe em áo của vợ diện chỉ trao chút từng câu chữ ở phòng thu rất kỹ trước ngày chị nhập viện chị còn nói với em là sẽ quay lại một phân cảnh để được lung linh hơn nữa điều em không làm được cho chị là em không ra hiện trường quay cùng chị suốt hành trình bấm máy mới đây trả lời phỏng vấn trí thức trực tuyến nghệ sĩ lê nguyễn trường giang tiết lộ sẽ công chiếu dự án này tôi nghĩ bằng mọi giá ekip sẽ đưa tác phẩm này đến với khán giả bởi đó cũng là di nguyện của chị Nhung, chị Nhung rất tâm huyết với bộ phim này và Mai Hoài Trinh còn là tác phẩm cuối cùng chị ấy dành cho Cải Lương. May mắn là phim đã quay xong hết rồi. Cái cảnh chị Nhung muốn quay lại là vì chị ấy thấy nó hơi tối thôi. Vì ngoài chị Nhung thì nhạc sĩ Thanh Dũng, người làm nhạc cho phim này cũng đã qua đời. Đó là điều đáng tiếc nhất. Trước đó Phi Nhung đã thu âm một ca khúc mang tên Hai ơi đừng qua sông, nhưng vì chưa hài lòng với bạn thu âm nên dự tính sau này khi hết dịch sẽ tiến hành thu lại. Nữ ca sĩ qua đời nên ca khúc vẫn còn dang dở và chưa kịp phát hành. Xin thời, Phi Nhung là nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều bài hát nổi tiếng với giọng hát, nội lực, truyền cảm. Cô được đông đạo công chúng biết đến, yêu mến qua nhiều tác phẩm nghệ thuật, trịnh chu, tâm huyết và những hoạt động thiện nguyện đang chú ý mọi thông tin chi tiết về dự án phim ca nhạc cuối đời của cố nghệ sĩ sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tới khán giả